Xin chào 500 anh em, chào mình em đã quay trở lại với series tóm tắt Light Novel lớp học biết tuốt trên Anime Wiki. Như mọi khi thì nên có một hai video gì đó tóm tắt phần Anime Season 1 và Season 2 của lớp học biết tuốt, nhưng cái đó chắc không cần thiết lắm đâu nhỉ. Vậy nên tôi quyết định đi thẳng luôn vào phần Light Novel, nối tiếp diễn biến của Anime. Anh em lưu ý là, nội dung của Light Novel lớp học biết tuốt sẽ có khá nhiều điểm khác nhau với Anime, hãy xem và trải nghiệm nha. Ok, bắt đầu nào. Sau sự kiện giải cứu K trên sân thượng, Kiyotaka trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Sáng nay cậu đã có cho mình một kế hoạch rõ ràng đến từng mm, xem review sản phẩm trên mạng, sau đó ghé qua trung tâm thương mại mua nó. Để chắc ăn, cậu còn hỏi cô nhân viên này nọ về sản phẩm. Vì là lần đầu tiên mua cái này nên thanh niên có đôi chút bỡ ngỡ. Tìm hiểu kỹ là thế, nhưng cậu cũng phải bất ngờ với giá tiền của nó. Sau khi cho món hàng vào một cái túi giấy nhỏ, Kiyotaka dạo bước về ký túc xá. Trên đường về, cậu sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ. Cất đồ xong thì sẽ vòng lại trung tâm thương mại xem một bộ phim sắp ngừng chiếu. Kế hoạch là như vậy, nhưng sự xuất hiện của một người đã khiến mọi dự tính của Kiyotaka đi vào lòng đất. Hôm nay cậu khỏe chứ, Ayano Koji-kun? Ngay trước lối ra của trung tâm thương mại, một cô gái lên tiếng. Cô ấy tay chống gậy và đang từ từ bước lại gần cậu. Đó là Sakayanagi Arisu, leader năm nhất lớp A, con gái của chủ tịch trường và cũng đã biết cậu đến từ phòng trắng. Arisu thường đi cùng mấy trăm anh em mặt hầm hầm mắt gầm gầm trông đáng sợ vô cùng luôn, nhưng hôm nay lại lẻ loi một mình cũng hơi lạ. Cậu ra ngoài sớm như vậy sao? Hôm nay cậu ở một mình à? Kiyotaka lên tiếng chào trước. Arisu trả lời rằng cô ấy đến chơi với Kamuro nhưng chưa thấy đâu nên đi lang thang hóng hớt. Thấy cái túi giấy trên tay Kiyotaka, Arisu tò mò cho rằng cậu bị ốm. Nghe thôi đủ biết Kiyotaka đang cầm thuốc rồi, chắc là mua cho Kay đây. Ốm đau gì tầm này bạn nó ơi? Kiyotaka từ nhỏ đến giờ có bao giờ xài thuốc đâu, nếu có thì chắc là thuốc chống giấu nghề thôi. Cậu cũng làm luôn vài trò này nọ để chứng minh mình hoàn toàn khỏe mạnh, sau đó nhanh tay đút cái bọc giấy vào túi áo. Vậy thì tốt quá, nếu không ngại, cậu có muốn đi chơi với tôi không? Cái này chắc là hẹn hò nhỉ? Tất nhiên là không rồi, đi chơi với người nổi bật như Arisu chỉ rước thêm phiền phức thôi, chưa kể cậu thừa hiểu Arisu đang trêu mình. Trò chuyện một hồi thì Kiyotaka biết Arisu cũng đã tìm hiểu về vụ combat ở sân thượng. Chưa dò la được gì nhiều, nổi bật nhất là tin tức lớp C đang lục đục nội bộ. Cái này Kiyotaka tính hết rồi, bọn Ryuen bị thương trong cuộc ẩu đả nên chắc chắn quyền lực sẽ sụt giảm và nhiều tranh cãi xảy ra thôi. Arisu thì đang nghi ngờ cậu liên quan đến vụ này nên hồi nãy mới giả vờ hỏi han xem cậu bị ốm chỗ nào. Cô ấy cũng quan sát cử chỉ và sắc mặt của cậu để xem thử có che giấu vết thương nào không. Đáng tiếc Kiyotaka trở về từ trận chiến với không một vết xước. Gần đây tôi thấy tò mò chuyện này, mấy ngày trước cậu trông rất hòa thuận với Ichinos. Tôi không nghĩ cậu là người hòa đồng với các lớp khác đâu. Ừ thì hiện giờ 4 lớp ABCD tồn tại 3 phe, trong đó lớp D và lớp B của Ichinos liên minh với nhau. Vì vậy mối quan hệ giữa Arisu và Ichinos cũng đáng để tò mò. Chắc là thân nhau lắm mới dành kỳ nghỉ lễ Giáng sinh để đi chơi chứ. Nghe đến đây Arisu cười lớn nói rằng, thấy lớp C cứ dí đầu vào lớp D hoài nên lớp A cũng chán. Vì thế mới đùa giỡn với tụi lớp B giết thời gian. Tức là ngoài mặt cười cười vui vẻ nhưng bên trong thì xem nhau như đối thủ. Quan trọng hơn, khi bắt đầu học kỳ 3, cậu muốn chơi với tôi không? Mới gặp nhau có mấy chục phút mà rủ chơi chơi hoài, lần này Kiyotaka lại tiếp tục từ chối. Nếu muốn, mời cậu chơi với bọn Horikita ấy. Cô ấy không thích hợp để làm đối thủ của tôi đâu. Thế thì Ryuen, hay anh chị khóa trên chẳng hạn, tôi muốn cậu lờ tôi đi. Không thể, bởi tôi rất muốn đấu với Ayano Koji-kun mà không chậm trễ một ngày nào. Ta càng nhân nhượng địch càng lấn tới, đấu với nhau mà cứ như thể yêu đương, lại còn không thể chậm trễ một ngày nào. Kiyotaka hiểu, chừng nào còn biết về phòng trắng, Arisu nhất định sẽ không ngừng săn đuổi mình. Nếu tôi cứ lờ cậu đi thì sao? Tôi không phiền đâu, nhưng ai đó sẽ phải thế chỗ của cậu. Dù lớp B đang liên minh với các cậu có sụp đổ, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Rủ dê không được xong buông lời đe dọa, nhưng Kiyotaka đếch sợ. Ngược lại, cậu thấy cô nàng loli này có đôi chút thú vị đấy. Thế, cậu tự tin thắng được bọn Ichinos không? Từ lúc nhập học đến giờ, lớp B rất đoàn kết, trong khi lớp A thì đấu đá ngầm khiến nội bộ lục đục, muốn thắng đâu phải dễ. Thấy Arisu điềm tĩnh gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi sự phẫn nộ, Kiyotaka tiếp tục buông lời khiêu khích. Gần đây tôi đã biết được thân phận của cậu. Đúng vậy, có lẽ thông tin đó trong dàn học sinh chắc chỉ mình Kiyotaka biết. Là con gái của chủ tịch, chỉ ít bố cậu đã có chút tác động trong việc chỉ định cậu vào lớp A. Nói cách khác, không thể chắc chắn cậu được lựa chọn theo năng lực. Dù Arisu hiện đang điều hành lớp A nhưng nó cũng chẳng nói lên được gì. Chẳng phải cả Ryuen và Ichinos cũng đang làm được đó thôi, ngay cả Hirata của lớp D vẫn hoàn thành tốt còn gì. Liên tục là những lời khiêu khích của Kiyotaka khiến Arisu bực đến mức gõ gậy cái bụp xuống mặt đất rồi. Phải thế chứ, chiến thuật lần này của cậu là lợi dụng tình hiếu chiến để đưa cô ấy vào bẫy mà. Xin lỗi vì thất lễ, nhưng Ayano Kiku này, liệu cậu có hơi kiêu căng quá không? Cậu đang say sưa vì mình là thành công đầu tiên của căn phòng trắng. Theo cách nhìn của Arisu thì cậu chỉ là sản phẩm thành công của phòng trắng sao? Cũng được thôi, nếu cô ấy đã hiểu như vậy thì cậu cũng không buồn giải thích.
Quả thật lượng kiến thức và sức mạnh của cậu rất phi thường, nhưng phòng trắng là nơi đào tạo những kẻ thiếu thiên bẩm, nó là nơi biến người thường trở thành thiên tài, nên thiên tài thật sự sẽ không cần đến nó. Lời này thì Kiyotaka đồng tình hai tay hai chân. Ngay từ đầu, cha cậu đã tin vào lý tưởng đào tạo thường dân thành siêu nhân rồi mà. Phòng trắng không quan tâm gen trội hay gen lặn, họ giáo dục con người triệt để từ khi mới lọt lòng, quản lý mọi thứ từ thời gian ngủ đến cả những thứ được phép ăn. Từ đó một con người hoàn hảo sẽ được hình thành, và đó là cách duy nhất tạo ra một siêu thiên tài phục vụ cho Nhật Bản. Ít nhất cha của Kiyotaka đã tin như vậy. Bỏ qua vấn đề đó, nếu Arisu tự tin cô ấy là thiên tài bẩm sinh không cùng đẳng cấp với thiên tài được đào tạo như cậu, vậy thì tại sao cậu lại thù địch với tôi như vậy? Bởi vì đánh bại Ayano Kojikun là bằng chứng cho thấy con người ta tuyệt đối không thể chiến thắng được thiên tài bẩm sinh. Dù bỏ ra bao nhiêu công sức đi nữa vẫn có một khoảng cách không thể săn lấp. Đó là đức tin của Arisu. Một thiên tài được đào tạo sẽ không bao giờ bằng thiên tài bẩm sinh. Cô muốn chứng tỏ điều đó bằng cách đánh bại Kiyotaka. Đúng lúc này, cô nàng Kamuro của lớp A chậm chậm bước tới chỗ Arisu. Cô ấy không để ý đến Kiyotaka mà một mực trách Arisu tự dưng biến mất khỏi chỗ hẹn. Arisu vui vẻ giải thích là đến trước nên đi dạo một vòng cho vui. Hai người bắt đầu nói này nói kia mà không thèm đái hoài gì đến Kiyotaka. Cậu cũng bất ngờ, không phải vì bị lơ mà vì Arisu đang giấu việc cậu đến từ phòng trắng. Nó kiểu như bảo vệ một bí mật vậy, chẳng tốt đẹp gì đâu, là do Arisu không muốn con mồi của mình bị cướp mất thôi. Khi hai người đang nói chuyện ngon lành thì Arisu đột nhiên đổ chủ đề hỏi Kamuro, cậu nghĩ sao về Ichinose? Điều này khiến Kamuro khá lúng túng. Nhìn chung thì Ichinose là một cháu ngoan Bắc Hồ chính hiệu, học giỏi, hòa đồng thân thiện, ở nhà là thánh nữ, đến trường là thứ dữ. Đã vậy còn giác ngộ ánh sáng của đảng khi vì lớp quên thân, vì dân quên mình. Vì thế mà Kamuro cho rằng rất khó để hạ bệ Ichinose dù lớp A tấn công trực tiếp. Nhưng đấy là suy nghĩ của Kamuro. Còn bà Loli Arisu thì khác, vì cô đã nắm được điểm yếu chí mạng, đó là sự thánh thiện của Ichinose chưa chắc là thật. Phần đông con người luôn có một bộ mặt khác ẩn sâu bên trong, chẳng hạn như Kushida với một con quỷ bạo lực. Thế nên việc Ichinose xấu bộ mặt đen tối là cực kỳ bình thường. Việc này không chỉ ở phía tính cách mà còn là những bí mật thầm kín họ đang giữ trong lòng nữa. Sau khi phân tích như vậy thì Arisu nói bóng nói gió rằng Ichinose và Kamuro có vẻ khá tương tự nhau. Cái này cũng gọi là cà khịa cực nặng rồi. Cơ mà ai chẳng có bí mật của riêng mình, nếu nắm được nó thì sẽ nắm được điểm yếu của họ thôi. Giờ thì, tóm lại tôi đã có cách để công kích Ichinose-san. Tôi sẽ nghiền nát hoàn toàn cô ấy, mong cậu lấy đó làm bằng chứng. Nói rồi Arisu và Kamuro rời đi. Thế đấy, sau vài câu nói Kiyotaka đã thao túng được leader lớp A. Cậu cũng bất ngờ vì đáng lẽ thiên tài bẩm sinh như cô ấy phải nhận ra trò rẻ tiền này rồi chứ. Mà nhờ vụ này Kiyotaka đã tránh bị Arisu làm phiền trong thời gian sắp tới, lại vừa có thêm cơ hội để lớp D leo lên vị trí của lớp B. Quả đúng là một mũi tên trúng hai con bướm. Lặng nhìn bóng lưng của Arisu và Kamuro, cậu tự hỏi hai người họ thân thiết đến vậy sao? Ngay cả trong kỳ nghỉ đông mà Kamuro vẫn bị Arisu sai phạt. Không biết bí mật của Kamuro lớn đến cỡ nào mà bị nắm thóp giữ vậy. Nhưng ông bà ta dạy rồi, phàm có chuyện gì thì đừng nên tin lời phụ nữ. Vẫn có khả năng hai người họ cấu kết với nhau để lừa cậu, nên cứ giam giáp tin lời cô ấy cũng chẳng phải cách hay. Kiyotaka nghĩ mình nên kể chuyện lớp A đang nhắm đến lớp B cho Tsuyune nghe. Sau đó cậu khoác lên mình bộ mặt ngây thơ vô số tội quay về ký túc xá. Thế nhưng mục tiêu ấy lại tiếp tục phá sản khi cậu bắt gặp một cô gái trông rất khỏe mạnh đang vội vội vàng vàng đi đâu đó. Để trước ăn, cậu thích triển thức thứ bảy hơi thở xấu nghề ra đi theo cô gái đó. Bất ngờ cậu thấy cô gặp một người bạn rồi biến mất vào một cửa hàng. Kiyotaka cứ nhìn chằm chằm đến khi cô khuất khỏi tầm mắt. Xem ra không cần phải về ký túc xá nữa nhỉ. Mua đồ cho cô ấy mà cô ấy không có ở nhà thì về làm gì nữa. Thế là cậu đến thẳng rạp chiếu phim. Thời đại này xem phim rạp được coi là một sự lãng phí, nhưng với Kiyotaka thì khác. Cậu có thói quen xem phim rạp không phải chỉ để thư giãn mà sẽ giúp cậu tiếp thu các kiến thức mới. Với những bộ phim đề cập đa chiều càng phức tạp thì Kiyotaka càng kích thích trí tò mò. Dù vậy, phim hôm nay cậu xem lại thuộc thể loại hành động kể về cuộc xung đột nhỏ giữa các nhóm mafia chốn nông thôn. Lúc này mọi người bắt đầu ngồi kín các ghế xung quanh chỗ ngồi của cậu. Dù chẳng liên quan gì mấy nhưng Kiyotaka thấy hầu như ai trong rạp cũng có đôi có cặp, chẳng lẽ đi xem phim mà biến thành đi hít cơm chó. Thế là cậu bắt đầu tò mò xem ai sẽ ngồi kế bên mình, chắc là ghế trống thôi, vì ngoài cậu ra chẳng ai vô vị đến mức một mình xem phim trước dịp Giáng sinh đâu. Đang nghĩ vậy thì người ngồi kế bên cậu xuất hiện, Kiyotaka đứng hình ngay tại chỗ vì đó là Ibuki của lớp C. Mấy ngày trước cậu vừa đánh cô ấy sấp mặt lờ mà, giờ nên nói gì cho ngầu đây. May mắn là lúc này đèn trong rạp đã tắt, Ibuki cũng không thèm để ý đến xung quanh mà hướng mắt lên màn hình. Hay rồi, giờ thì chẳng còn ai nhìn thấy ai. Cậu thuộc kiểu người sẽ xem đến tận phần credit của phim, nhưng lúc đó đèn sẽ được bật lên. Vậy nên hôm nay cậu sẽ chuồn ngay khi phần credit bắt đầu vậy. Thế nhưng thanh niên lại tính sai một nước rồi. Khi đang chuẩn bị tư thế xem phim, Kiyotaka vô tình để khuỷu tay của mình chạm vào khuỷu tay của Ibuki. Độ xanh, bốn mắt nhìn nhau chảo máu họng. Cô ấy nhìn qua rồi lập tức phát ra âm thanh như khi người ta gặp ma, gào ố. Trùng hợp thay, lúc đó đoạn trailer cũng kết thúc nên cả trường phim hoàn toàn im lặng. Để bầu không khí tự nhiên hơn, Kiyotaka lên tiếng trước. Trùng hợp nhỉ?
thế nhưng Ibuki quay ngắt đi mà không thèm trả lời. À ok thôi, cậu cũng quyết định tập trung xem phim. Ấy vậy mà xuyên suốt thời gian chiếu phim, cậu cứ có cảm giác Ibuki đang nhìn chằm chằm mình. Chắc là cô ấy không thể tập trung xem phim được nữa rồi. Sao cậu không ngồi xem phim đàng hoàng đi? Kyutaka muốn hỏi vậy, nhưng nếu nói to thì làm phiền người khác đang xem phim, hay là thì thầm vào tai. Ấy chết, làm vậy cô ấy sẽ cạp đầu cậu mất. Thôi thì cứ để cô ấy chiêm ngưỡng sự đẹp trai của cậu vậy. Đằng nào từ nhỏ đến giờ cậu cũng quen bị giám sát rồi. Tiếp tục trưng ra khuôn mặt đờ đờ, cậu tập trung nhìn vào màn hình. Hửm, nãy giờ phim này sao cứ lặp đi lặp lại một phân cảnh hoài vậy? Mà đúng là phim hạng B, dở thiệt. Rồi đột nhiên cậu nhìn thấy phim đột ngột dừng lại. Thoạt đầu mọi người vẫn nghĩ là do phim nó vậy, nhưng dần dần thì nhận ra đang có vấn đề. Lúc này có người thông báo rằng phim bị lỗi do trục trặc thiết bị. Cả phòng lập tức vang lên tiếng than phiền, có người thì kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó thì đậu xanh rau má, sao cái số mình nó đen dữ vậy? Kitoka khó nhìn qua cũng biết là Ibuki đang than thở. Ủa, bộ cô ấy tưởng phim trục trặc là do cậu hả? Ảo thế. Bất ngờ ghê ha, cậu lại chọn đến rạp hôm nay à? Tôi đi đâu lúc nào đâu phải việc của cậu. Xem ra cô ấy không ưa cậu rồi. Ok thôi, đằng này cũng thế. Đúng rồi, phải trả lời như vậy mới ngầu chứ. Sau một thoáng đứng hình, Ibuki ném vào cậu một cái nhìn rất chỉ là mạnh mẽ. Trước giờ sâu trong lòng cậu vẫn luôn chế giễu tôi không thể tha thứ được. Ủa, trước giờ cậu có chế giễu ai đâu, mà giờ có giải thích thì cô ấy cũng chẳng hiểu đâu. Với lại Ibuki có quyền gì mà căm thù cậu? Nghĩ vậy Kyotaka khịa lại một câu khiến Ibuki đứng hình part 2. Đó là sức mạnh đấy, Ibuki ạ. Đúng vậy, sức mạnh là chân ái. Ở bên này Ibuki đang cứng họng mà tỏa ra bầu không khí khó chịu. Nếu có ai đó bước vào rạp chiếu lúc này chắc sẽ nhận thấy chỗ cậu với chỗ của Ibuki đang ngồi có màu u ám luôn. Thấy thế Kyotaka tiếp tục thả thêm một quả lựu đạn nữa. Dẫu tình thế như thế nào, chỉ cần cậu có sức mạnh để vượt qua kẻ thù, đúng không? Cậu không nên bận tâm này nọ chỉ vì đối thủ đang che giấu thực lực hay gì đó. Hôm đấy nếu cậu ngăn được tôi lại, bọn Riven có khi đã thắng, chỉ ít là hòa. Tóm lại, thực lực có hạn thì đừng có cay cú, đừng vì người ta giấu nghề cho đến phút chót mà tức giận. Cậu thì là... Không để cô ấy nói ra thành câu, Kyotaka thả thêm một quả bom nữa. Hơn nữa, không như Rien và Arisu, tôi không định nhắm tới lớp trên, cũng không định nổi bật bằng mấy màn độc diễn. Tất nhiên, vì không muốn nổi bật, tôi sẽ không phô trương năng lực thừa thãi. Việc đánh nhau với Rien là lựa chọn sau khi tôi đã cân nhắc nhiều phương án và quyết định rằng không còn cách nào khác. Nhạo báng hay coi thường đối phương, tôi không bao giờ có ý nghĩ đó. Kyotaka nói điều này không phải để an ủi Ibuki, ngược lại nó sẽ khiến cô ấy nhục mặt hơn luôn. Kiểu sỉ nhục đối phương khi họ chẳng đáng được xem là mối đe dọa. Đối với cậu, Ibuki chỉ như hòn đá bên đường mà thôi. Tôi không thích tí nào. Xem ra dù có lập luận logic đến đâu, cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đó. Cậu nói mình không muốn nổi bật nhưng quá kỳ lạ. Nếu cậu không làm gì khiêu khích Rien trong vụ đảo hoang, thì chuyện thế này đã không xảy ra. Trước đó nữa, đáng ra cậu nên làm ngơ vụ ẩu đả của Sudo. Ừ thì cũng đúng, im lặng để Sudo bị đuổi học, sau đó mặc kệ Ibuki bày trò để lớp D thua trong bài thi trên tàu. Nếu làm vậy thì Rien sẽ không để mắt đến lớp D, đặc biệt là trong cuộc chiến với lớp B, đáng lẽ cậu nên ẩn mình đi. Mồm thì cứ ba hoa, nhưng cậu vẫn sử dụng khả năng đó thôi. Dù đang trốn nhưng cậu vẫn thể hiện. Ơ kìa, khả năng của tôi thì tôi có quyền chứ. Nhưng với một người ghét cách làm đó như Ibuki thì cô ấy không thể chấp nhận cũng đúng thôi. Kiểu nếu ta mạnh thì từ đầu ta cứ phô trương ra đi, giấu nghề thì cứ giấu con mợ nó luôn đi. Đằng này mồm cứ ba hoa không muốn nổi bật nhưng lại âm thầm đứng phía sau điều khiển tất cả. Nói xong câu vừa rồi thì Ibuki cũng quay mặt về phía màn hình đen thui. Ok thôi, cậu sẽ không phản biện gì nữa, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Đằng nào sau khi hết phim, cậu sẽ chuồn ngay mà không xem phần credit. Nhưng viễn cảnh ấy đã vỡ vụn chóng vánh. Cậu cứ chờ mãi mà phim vẫn không chiếu tiếp. Xem ra trục trặc với thiết bị khá là khó sửa, hoặc chỉ đơn giản là thiết bị quá rỗm. Ibuki thì cứ liên tục thở dài từ nãy giờ. Dần dần Kyotaka cũng thấy mất hứng xem phim. Ai, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Không chịu nổi sự im lặng nên cậu thử bắt chuyện. Chắc là Ibuki cũng đang tò mò xem chuyện gì sắp đến nên mới không đi về. Nghe thế nhưng Ibuki chỉ chống cằm ngoảnh mặt sang chỗ khác. Cảm tưởng như giữa hai người có một tấm kính đục vô cùng dày đang ngăn cách vậy. Thái độ của Ibuki kiểu, cậu phiền phức vãi, đừng nói chuyện với tôi. Ừ, chắc cũng phiền thiệt. Kyotaka tự nhủ, thôi thì im lặng vậy. Nói nhiều không có lợi, lời nói như một con rắn độc có thể cắn ta bất cứ lúc nào. Thế nhưng chán vãi, đến khi nào phim mới chiếu tiếp đây trời? Hay là đi về? Không, dù gì cậu đến đây cũng để theo dõi bộ phim đến cuối và xem kết cục của nó. Đã đến lúc thể hiện độ kiên trì của Kyotaka này rồi. Cậu bật điện thoại lên kiểm tra giờ, đã 20 phút kể từ lúc có thông báo. Quay lại nhìn thì số lượng khán giả đã tụt xuống thê thảm, người ta kéo về hết rồi. Nhưng sao Ibuki còn kiên trì ngồi đây, dù cô ấy rất ghét cậu. Ê, cậu không định đi về à? Lần này không phải cậu lên tiếng mà là Ibuki, cô ấy quay đầu ra chỗ khác để giấu nét mặt của mình. Tôi đã xem được 80% rồi, thú thật là tôi rất tò mò xem kết cục ra sao. Đã đợi 20 phút nên phim sẽ sớm chiếu lại thôi. Đúng vậy, đã kiên trì tới tận bây giờ mà quay về thì thật uổng phí. Khi muốn bỏ cuộc, ta hãy nhớ lại thời điểm bắt đầu. Đại loại là có một câu nói như thế.
Nếu là kết phim, cậu lên mạng tìm phải có mấy nghìn kết quả tìm kiếm, đúng không? Thậm chí cả nhận xét phim hay dở như thế nào cũng có. Tôi không muốn đánh giá phim bằng ý kiến của người khác, ok? Chất lượng thực sự của bộ phim tốt hay kém là thứ bạn không thể biết được nếu không tận mắt theo dõi. Đương nhiên xem review cũng là chỉ số tham khảo để ta quyết định có nên đi xem phim đó hay không, nhưng nó chẳng bao giờ được dùng để đánh giá một bộ phim đâu. Chưa kể đến việc nếu có một hai dòng giải thích như khúc cao trào sẽ khiến bạn hài lòng thì cay thôi rồi luôn. Tôi có quan tâm đến phim nữa, tôi chỉ không muốn về trước cậu thôi, chấm hết. Ok, tức là hai chúng ta đang ngồi đây chờ phim chiếu cũng là một trận đấu đúng không Ibuki? Nhưng buồn thay, cô không thắng nổi tôi trong cuộc thi này đâu, vì tôi không có ý định rời khỏi chỗ này cho đến khi bộ phim tiếp tục. Thế đấy, một thanh niên chẳng có kế hoạch gì cho dịp Giáng sinh thì chỉ vậy thôi. Một lúc sau, chẳng biết là bao nhiêu phút thì màn thi thố đó cũng kết thúc. Vấn đề về thiết bị không thể sửa chữa được, suất chiếu bị hủy và mọi người được hoàn tiền. Số mình đúng nhọ thật mà. Rồi thì phải tìm đọc mấy spoiler của phim hoặc phải mượn được phim về để xem. Nghĩ vậy cậu khẽ nhìn qua Ibuki, cô ấy chưa có dấu hiệu gì là đứng dậy đi về. Kệ đi, cậu quyết định rời sạp, hết việc ở đây rồi. Và video hôm nay cũng hết ở đây luôn. Cảm ơn em đã lắng nghe nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau của lớp học Biết Tuốt.